Xin chào quý vị và các bạn. Trong số trước của Phong thủy và Cuộc sống thì chương trình cũng đã giới thiệu không gian bếp và chuyên gia phong thủy cũng đã hướng dẫn để chỉnh sửa sao làm sao cho căn bếp được đúng phong thủy. Tuy nhiên thì trong căn bếp thì cũng rất là nhiều các nguyên tắc, nhiều vị trí khác nhau. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chuyên gia Song Hà lại tiếp tục tư vấn cũng như là giới thiệu đến quý vị và các bạn những không gian bếp mà gọi là các gia chủ hay có vướng phải. Và trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đầu tiên sẽ đến một không gian của một căn bếp của một gia chủ. Thì xin mời chuyên gia có thể vào ạ. Vâng, đây là một căn nhà của gia chủ là có hơi gọi là nhà riêng đấy ạ. Và là khu vực nhà ống. Thì gia chủ cũng đã đặt cái bếp của mình ở trên tầng 4, tầng gọi là tầng sát thượng của một căn nhà. Thì đây thì chuyên gia có thể quan sát và xem là căn bếp này đã đúng phong thủy chưa ạ? Đã nói đến không gian phòng bếp thì bếp là trung tâm và đặc tính hỏa cũng là đặc tính chúng ta phải ưu tiên nhất. Chính vì thế cho nên là chúng ta cần phải cố gắng triệt tiêu cái yếu tố thủy ở mức độ tối thiểu nhất có thể. Có nghĩa là trong không gian phòng bếp này thì ở phía bờ bên kia là đã một loạt các tủ lạnh và tủ đông rồi. Thì sang cái bờ bên này, tức là trong một phòng bếp như vậy là yếu tố thủy nó tương đối nhiều. Bây giờ chúng ta lại tách ra, nào là chúng ta có cái bình lọc nước này, xong rồi chúng ta lại có riêng cả cái chỗ gọi là của cái chậu rửa bát, đúng không ạ? Đợt tới là gia chủ nên sửa và phải sửa. Bởi vì nếu không là tủ lạnh xong rồi là tủ đông xong rồi lại nhiều thiết bị thủy như thế này là thủy áp chế hỏa và phòng bếp sẽ nguội lạnh dần. Cho nên chúng ta sẽ gộp toàn bộ các cái hệ thống cục lọc này, chúng ta để ở phía dưới gầm bếp. Đấy, xong rồi đấu cái vòi của cái bình lọc, người ta sẽ đấu vòi lên đây. Thì coi như là toàn bộ cả một cái trục này, nó chỉ là trục thủy thôi. Đấy, thế sau đó thì chúng ta quan sát chúng ta thấy này, cái việc mà để tiện sử dụng là nhiều khi chúng ta hay để dao kéo quá gần với cả bếp núc là rất là không tốt. Đấy, khoảng cách giữa bếp chậu rửa đảm bảo rồi, thế nhưng mà dao kéo để rất là gần bếp núc, thậm chí có một số gia đình còn để dắt ngay sau lưng bếp. Thế thì như bản thân gia chủ đây là cũng đã có những cái vấn đề, những cái tai nạn nhỏ mà phải khâu mổ vân vân, thì là cũng là nguyên lý là do, nguyên nhân là do cái việc mà bếp và dao quá gần nhau. Trong phong thủy là cố gắng là dao và bếp xa nhau, và dao kéo nên ẩn kín, không nên để lộ thiên thì nó tốt hơn rất nhiều. Bởi vì chúng ta biết rằng dao kéo, dao là thường chúng ta cắt những thứ mà nó có huyết sát. Đấy, thế cho nên là nó không nên để quá sát vào bếp. Bếp ấy thì người ta coi là thuộc quẻ ly, vì là tượng trưng của quẻ hỏa. Còn cái đồ này, đây này, hình tròn mà lại bằng chất liệu kim loại như thế này thì là nó đại diện của quẻ càn. Càn và ly đi với nhau là rất rất tối kỵ, là tuyệt mệnh. Và cũng là cái tượng càn ly là cái tượng mà nó thuộc về cái sự xung khắc của cái mâu thuẫn gia đình. Và cái này nó còn có những ý nghĩa rất xấu ở trong tâm linh phong thủy. Đó là tượng liên quan đến yểu thọ, yểu mệnh. Vì đây là càn ly tuyệt mệnh. Đây là quẻ càn, đây là quẻ ly. Càn ly tuyệt mệnh. Cho nên là cái quan trọng nhất là gia đình phải bỏ ngay cái thói quen bày những cái thứ đồ hình tròn bằng kim loại phía đằng sau lưng bếp. Không có treo vung nồi, những cái vung nồi hình tròn treo sau lưng bếp cũng rất tối kỵ. Đấy, chứ không phải chỉ là cả một cái mâm như này đâu. Thế, đấy. Thì là chúng ta cố gắng, chúng ta lưu ý trong quá trình chúng ta sắp xếp luôn luôn ở phòng bếp ấy, là tủ, cái chỗ chứa gạo ấy, thì nó nên để ở dưới cái bếp là tốt nhất. Còn nếu không thì nó có thể để gần bếp. Còn rất tránh cái chuyện nhiều nhà là cũng dưới cái gầm chậu rửa nó rất là sạch sẽ. Tức là họ quan niệm là những cái gì bẩn thì là nó đi theo đường ống rồi. Thế là để cái thùng gạo ở dưới cái chậu rửa thì là nhà rất hay bị ngộ độc thức ăn. Bếp của gia chủ thì là ở trên cao. Thế thì có cái lưu ý gì không? Tầng dưới của gia chủ thì là hai phòng ngủ. Vẫn luôn luôn nhắc là với phong thủy không phải chỉ với nhà mặt đất hay nhà chung cư, nhà nào cũng phải luôn luôn để ý là trên và dưới. Cái nguyên tắc tư duy trên dưới nó rất quan trọng. Phía trên bếp, phía dưới bếp, thẳng trục không có giường ngủ. Rồi thẳng trục trên dưới của bếp là không được có bể cá hay là tét nước. Đấy, rồi thẳng trục trên dưới của bếp là không bị đè nén bởi các cái thiết bị đè nặng lên trên cái khu vực chúng ta đang để bếp. Cái bếp này hiện nay là nó đang bám theo cái trục móng của nhà thì là nó là an toàn.
Đấy. Như vậy là với căn bếp này của gia chủ đó cần phải chú ý đến đó là cái chỗ để dao này, mâm không để đây, và cũng như là những cái thiết bị về thủy mà chúng ta phải hợp vào để làm sao cho không bị là thủy nhiều quá hơn hỏa, đúng không ạ? Đúng rồi. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng sang một không gian bếp của một gia chủ khác để cho quý vị và các bạn có thể hình dung rõ hơn và xem là có cái điều gì mà mình bếp nhà mình nó chưa thuận tiện thì có thể áp dụng ạ. Và tiếp tục với một không gian phòng bếp của một gia chủ, không gian thì cũng không được rộng lắm, với nguyên tắc trong phong thủy thì có lẽ là còn nhiều điều cần phải nói hơn, đúng không ạ? Chúng ta cần phải chú ý là đây là một không gian bếp của chung cư thì diện tích nó có điều kiện hạn hẹp, cho nên là dự án người ta sẽ sắp xếp bố trí khu nào là khu bếp là nó đúng là khu lấy khu bếp thôi. Chẳng qua chúng ta sẽ phải sắp xếp bài trí làm sao để mà nó tránh những cái xấu ở trong phong thủy. Thứ nhất là về cái khoảng cách giữa bếp và chậu rửa là chưa đảm bảo đủ 80 cm cho đến 1 mét. Đây chúng ta đo chúng ta biết là chưa đảm bảo đủ được cái khoảng cách tối thiểu. Đấy là một việc. Việc thứ hai nữa là khi mà như vậy ấy, thì là gia chủ chịu khó. Một là gia chủ sẽ sử dụng một khoang bên này là khoang rửa thôi, còn bên này là giáo bát, thì lúc đấy là khoảng cách thủy hòa sẽ đảm bảo. Còn bởi vì ở đây chúng ta biết chúng ta cận rồi, làm gì còn chỗ nào để dịch được cái chậu rửa nữa. Hai là chúng ta sẽ chặn một cái tấm alum hoặc một tấm vách gỗ cũng cùng với cái gỗ bếp này, chúng ta chặn ở phía bên này thì là nó sẽ rất là an toàn này. Đấy, mà lại là chặn được giữa thủy và hỏa thì là có mộc làm trung gian, thì thủy sinh mộc, mộc sẽ phải sinh cho hỏa. Cái này là nhanh nhất, gọn gàng nhất. Giống như số trước thì chuyên gia cũng có nói cái thớt, thớt thì phải là cái thớt gỗ như thế này, nhưng mà nó phải là cái thớt to chứ thớt bé này không có tác dụng này. Thớt to và chúng ta sẽ phải làm cái thớt to và chúng ta chắn vào. Nhưng mà nhìn chung là chúng ta làm cái tấm chắn gỗ thì nó sẽ triệt để hơn rất nhiều. Việc thứ hai nữa là chúng ta cần phải lưu ý này, trong phong thủy này, đây là chậu rửa này, đây là bếp này, là yếu tố chậu rửa là thủy, đây là yếu tố của hỏa. Thế thì ở đây gia đình lại dùng một cái khoang tủ này này, đáng ra sẽ là cái khoang để hóa giải rất tốt. Thì gia chủ lại cũng không nghĩ nhiều quá, cứ nghĩ cách ra một khoảng là an toàn rồi thì lại toàn để rượu vào đây. Thì lại là thủy. Lại là vẫn là thủy, mà tủ lạnh cũng lại là thủy. Như thế này trong phong thủy nó gọi là tượng hai thủy kẹp một hỏa. Thì cái người phụ nữ trong gia đình sức khỏe sẽ càng ngày càng yếu dần đi. Và cái việc tài lộc hoặc là những cái vấn đề làm ăn của người phụ nữ sẽ giảm sút. Đấy là một việc. Việc thứ hai nữa là cái hòa khí trong gia đình nó cũng hạn chế. Và bếp thì nó không chỉ là vấn đề về tài lộc, nó còn có câu chuyện sức khỏe của cả nhà cơ. Thế cho nên là chúng ta cần phải xử lý lại, là chúng ta sẽ tận dụng lại luôn toàn bộ cái khoang tủ này. Chúng ta chỉ để đồ khô này, để các thứ mà nó mang tính chất thuộc mộc này, bài trí các cái bình lọ không có chất lỏng thì là nó sẽ hóa giải được với việc mà đang hai thủy kẹp một hòa. Tiếp theo là ngay ở dưới khoang bếp chúng ta lưu ý là dưới gầm bếp là bao giờ chỉ có thể để những thứ khô ráo, tuyệt đối không được để dao kéo và những cái thứ mà nó mang tính chất là cắt gọt, nạo đồ cũng không được để vào trong dưới gầm bếp. Và tốt nhất thực ra trong phong thủy thì là để tủ gạo là tốt nhất. Thế theo gia chủ để đây, để nồi như này thì có được không ạ? Thì để nồi này nếu mà vợ chồng lời ăn tiếng nói mà không có sự khắc khẩu thì không sao. Nhưng nếu vợ chồng trong gia đình vốn từ trước đến nay hay khắc khẩu thì hạn chế để nồi niêu song chảo. Người ta gọi là va chạm như nồi niêu song chảo mà. Đấy. Tôi thấy gia chủ có sử dụng quả hồ lô treo ở cái cửa, đi vào cửa làm bếp như này thì nó có đúng không ạ? Thực ra thì là do thông thường các gia chủ có thể tự nghiên cứu, tự xem thì thấy do là gia đình này là cũng có phản hồi là gia đình thường xuyên có người hay ốm vặt. Và cứ dịch nào là đủ hết mặt dịch đấy, mà là ốm là cứ tất cả các con đều ốm hết, mà cha mẹ cũng ốm. Thế thì có nghĩa là cái vấn đề ở đây là câu chuyện về sức khỏe, cho nên là người ta rất là lo lắng, người ta mới mua quả hồ lô về, nghĩ rằng là hồ lô nó kích hoạt sức khỏe, thôi mình cứ treo. Thì chắc là do ở ngoài cửa hàng bán đồ vật phẩm người ta tư vấn là treo ngoài cửa, thì gia đình treo ngoài cửa thực ra nó là sai. Riêng với hồ lô ấy thì nó luôn luôn treo ở cái nơi mà dù có thể là gần cửa ra vào nhưng không bao giờ là giữa cửa, mà nó sẽ phải ở một cái chỗ tĩnh, vị trí nó được tĩnh tại thì nó mới có thể phát huy được khả năng của nó. Hồ lô gỗ này thì thực ra cái đặc điểm của nó thường nó sẽ hay treo ở đầu giường ngủ, và miệng hồ lô sẽ hướng về phía giường ngủ thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều việc mà treo lơ lửng ở giữa một cái cửa như thế này. Ngoài ra thì là ở phòng bếp nó là thuộc tính hỏa, những thứ mang tính chất kim tài như là các sâu tiền, ngay ở đây chúng ta thấy luôn có một cái sâu tiền đây. Đây là gia chủ kiểu cái quan niệm là kích hoạt tài lộc ấy. Thế nhưng mà thực ra thì là hỏa khí
mà gần hỏa khí mà để những cái chuỗi tiền thì nó lại là một điều đại kỵ, bởi vì nó là tượng hỏa đốt kim, tiền tài tự cạn kiệt. Bởi vì là hỏa đốt kim và tiền tài tự cạn kiệt cho nên là chúng ta tuyệt đối tránh trong không gian phòng bếp, không treo các cái sâu tiền bằng kim loại, bằng đồng, hay dù có bằng vàng, bằng bạc cũng không treo được đâu. Vậy phải treo ở đâu ạ? Nó sẽ phù hợp treo ở các không gian để, gọi là các cái vùng huyệt vị, huyệt tài của cái các cái phòng, chứ nó không phải là đi treo ở giữa phòng bếp nơi mà hỏa khí được. Chúng ta treo những không gian không phải là không gian vượng hỏa. Vâng. Như vậy là trong không gian phòng bếp này thì cũng có nhiều cái cần phải chỉnh sửa đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì chuyên gia cũng đã hướng dẫn cho quý vị và các bạn những cái điều mà trong phòng bếp chúng ta cần lưu ý và kiêng kỵ. Vậy thì quý vị và các bạn có thể tham khảo và cũng như là vận dụng vào trong không gian nhà mình để làm sao cho chúng ta có một không gian vừa gọi chung là hâm nóng tình cảm gia đình này, nhưng mà lại không bị phạm phải một cái điều gì đấy để làm cho gia đình chúng ta sẽ không được suôn sẻ đúng không ạ? Và một lần nữa thì cảm ơn chuyên gia và xin chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Phong thủy và cuộc sống số tiếp theo.